quý vị, nhân dịp Xuân Quý Mão 2023, sáng nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì tiếp các đoàn Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đến thăm và chúc Tết Đảng bộ và nhân dân thành phố. Cùng dự buổi tiếp có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Ngữ Minh Triết. Về phía các đoàn lực lượng vũ trang có Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5, Đại tá Nguyễn Thiên Quân, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và Đại tá Lê Huy Sinh, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2. Lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 gửi lời chúc mừng tốt đẹp năm mới đạt nhiều thắng lợi mới đến với Đảng bộ và người dân thành phố Đà Nẵng và chúc mừng những kết quả nổi bật mà Đà Nẵng đạt được trong năm 2022. Đặc biệt là kinh tế đã có bước phục hồi ấn tượng ngay sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát. Các đơn vị tin tưởng trong năm 2023, Đà Nẵng sẽ có bước phát triển mới và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa thành phố và các đơn vị lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm, hỗ trợ, phối hợp của các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố, giúp thành phố Đà Nẵng từng bước phục hồi kinh tế xã hội trong bối cảnh thích ứng an toàn sau đại dịch và đảm bảo an ninh quốc phòng. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị đạt được trong năm 2022, đồng thời mong muốn Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cũng như các đơn vị lực lượng vũ trang khác tiếp tục phối hợp hỗ trợ giúp đỡ các địa phương, trong đó có thành phố Đà Nẵng, hướng đến mục tiêu chung là phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng.